Dân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chiều nay hai chị em dân đi cắm câu. Dân cắm câu bằng mồi dế nè. Đây là mấy con dế nè. Phẩm luôn nè. Ngắt cái chân bỏ. Dân cắm câu ở xong cái bé, ngay cái cầu treo luôn. Ngay luôn á. Ngay bạc, ngay bến cầu treo luôn. Cái mình móc như vậy là được rồi. Dạ, cái này không thấy bến nè. Không thấy bờ vậy. Có bến. Làm cái bến. Cái chữ nó phục cái gớt đấy nha. Phục cái gớt xuống dưới đường mương á. Cái gì ra chỗ này diện nó có cá nè. Wow, thấy không? Cá quợn rõ ràng luôn á. Dạ, mũi à, dạ, mũi đây con. Mũi nhóc hết trơn rồi. Tới con cá nó vô trong bờ này nè, nó ăn. Câu mình cắm cặp cặp trong cái bờ nè, tối cái nó cá nó vô bờ nó ăn. Ừ. Cắm chắc chắc xuống chút rồi. Cắm dài dài lại đây đi. Cắm gì cái tối mình đi thăm luôn à. Ồ, chỗ này là ngon nha. Có lý nè. Chợ. Hai cái chừng đó. Chỗ này bập lá. Tối nó vô đây nó kiếm mồi nó ăn. Nó kiếm mồi dế nó ăn. Kiếm mồi dế ăn ha. Nó kiếm mồi dế ăn đó. 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 Hết hồn. Tưởng đâu cá chứ. Nhái tưởng đâu cá. Chỗ này im không thấy không? Bây cái ngó mồm nấu cháo không nè. Có ngó nhóc phải không? Ngó nhóc á. Đây là mình gì biết không? Nước. Ừ. Nước ăn cũng ngon vậy. Đúng rồi, ăn ngọt hơn bông núm luôn á. Mình nó hơi cực cho bông núm nha. Nó hơi cực là sao không biết chơi. Nó hơi tăng tăng tay hả? Ờ, được hơi nước nước. Thì lột đó. Lột sống là nó bị. Nó vậy đó. Dân xin chào các bạn. Tối nay Dân với chị Út đi cuốn câu. Em xuống đây thử rồi. Bố thật kỳ của mình đây. Rồi, em gu rồi chị ơi. Chịu ngon lắm mà. Chịu ngon quá, giờ nó không dính thì sao? Đó. Đó. Rồi. Hết rồi. Đây, níu em lên luôn. Một xíu rồi nếm cây bay dưới luôn. Dạ. Đi xích bên đây, xích bên đây mới được. Một chành. Ồ, con ốc nó bự rồi nè chị. Ôi, cái miệng nó lòi ra thấy ghê ha. Ốc hương. Ốc đó, ốc hương, ốc ma. Đây. Sụp. Sụp sụp chỗ luôn. Rồi. Không dính đâu, mấy chỗ này im quá mà nó không dính ta. Ngon không nè. Chỗ ngon hết mồi à. Hết mồi. Hết mồi không dính. Ừ. Hết rồi. Quê ơi. Không có luôn. Chỗ này đúng gà ta có rồi phải ha. Ừ. Cá là không biết hết trơn. Nè. Wow, cần này có nè chị ơi. Nè. Điện đó cô ơi. Nè. Ừ. Nè. Ừ, thấy rồi. Dạ. Nó mới gịch sợi dây cái nè. Ừ. Để mẹ xuống coi. À dạ. Có. Nhìn nè, nhìn nè. Nè. Ui, con cá rô bự quá chị ơi. Cá rô ngon nha. Ừ. Cá rô mè nữa. Thấy chưa? Wow, được con cá đầu tiên luôn. Ừ.
quá ngon ha, bún mì. Vô. Vô đây. Tiếp để đây họ dắt trắng nè. Thì lên lên lên. Nước chung hết một con. Đi săn quần lên là biết rồi. Bò nhột nhột. Nhột nhột, nhột phải. Ừ. Nè, ý cần câu mình hàng chi kiếp không gặp. Ờ. Nè. Con gì vậy? Ai biết rồi á? Cứ ngắt cái đây nha. Thôi, cứ ngắt con vậy. Mẹ, tôi chồng ăn câu. Đắt thế vậy. Trời. Nó mắc vô không thầy? Vậy là sảy rồi đó chị. Ừ. Trời ơi, nó lút quá chứ. Ổn quá ha. Ừ. Cặp gần câu thủ thế rồi dữ. Tự dưng ca bụi. Đợi dính cái ông gốc cột. Chi nó kiếm mất tiêu cái gần câu của mình. Nó giờ mình cắm gói gà mà. Không dính. Dính rồi. Mồi đó, mồi đó. Mồi đó, mồi bén của nó mà. Ê chị ơi, có bờ rau má của người ta. Dưới ra ngoài, ngay giữa. Mồng gà, mồng tơi, tới cạnh đây. Trời này rồi, con chó con mắt nó sáng trưng ha chị ha. Ồ, cái cần này nó lúc cái đọt nó có không đây? Nè, giống cần nãy nữa đi. Nó cứ ngắt à? Nó cứ ngắt à? Rồi chảy nữa. Ê, cá chê, cá chê. Bị ngợp cái gì rồi. Trời ơi, trời, nó mắc quá trời. Chè luôn mà. Không biết đừng ngợp rồi coi nha. Đây nó mắc rồi nè. Quấn nha, cho mày quấn nha. Quấn nha. Chết rồi. Vậy chứ nó bắn vô vậy thì sao nó sống nồi. Cái chị trái ngon dễ sợ, cái này mà sống cái thôi à. Ừ. Nướng sạch tế ăn ha. Ừ. Con cá chê, con cá rô vậy. Mà con sống con chết. Đây. Ừ. Rồi. Xong ông chạy đẩy. Rồi, tôi thấy cá lên nè. Đi lên đi. Mắc kẹt tùm lum rồi nó đòi lên đây. Lùng nó nắm ra là mưa. Dạ. Tưởng nó đi vô nhầm nhà chị cái nhảy của nó nè, nó xéo rồi nó, sắn rồi nè. Như lùng cầm vậy mới được coi, cầm vô tay bắt đầu nó quấn nó lôi trở lại. Cầm sao nó cầm đi. Ủa, cầm vậy lại rồi. Chắc ăn. Cá táp. Cá táp cục. Ở đó hay xuống. Xuống luôn đi. Xuống luôn hả? Ừ. Ôi chị ơi có cá. Ê bên đó cá nữa gì kìa. Ừ. Chị ơi quặt dữ rồi nè. Quặt dữ vậy hả? Nè. Nè, thằng cá nó nổi trên luôn cá gô. Nè. Thấy không? Nó quấn như cái cây luôn. Tôi tính vào đây tôi nhổ ra nè. Đây người ta nhổ ở đây rồi. Mình nhổ ra rồi. Rồi. Gì vậy? Tới miệng ngàn ngàn không được. Ôi ơi. Cá bụi. Cá quá chứ bự bự hơn cá nãy nhiều luôn. Đúng sao vậy? Cô làm sao vậy? Hớt bột lên đi. Uống cho. Ủa sao nãy giờ nó không đi, mình dở lên nó mới đi lần sao? Ai không hiểu. Rồi, bù 15 phút luôn. 20 phút luôn, 15 phút gì nữa. Lâu dữ mới có một con cá. Đó, cầm nắm thằng câu mới có một con cá không dính nữa. Chứ buồn 20 phút. Mà về có con cá để muối sợ ớt cho chị ăn. Để tôi nhổ bên đây xong mày không chịu đâu nha. Có cái cũng đi hả? Cháu mày mẹ. Có bụi dễ sợ. Mà đi con đó mình bắt lại con khác. Trời, bắt lại con này em ngu luôn. Kệ đi chị ơi.
không kể cũng không được. Nó đi mất mẻ nó rồi. Nó nói tôi cảm ơn hai chị. Nhờ dở lên em đi được ha. Cá ú mềm. Rồi. Rồi, không dính luôn. Không dính mấy nó rồi đó. Tôi đứng đây cho. Ừ, đi. Nghe. Còn cái cần câu này là nó còn con dế luôn á nghe. Con dế dễ hết mọi nhất mà nó còn dế đó. Chứng tỏ là không có con nào đếm xỉa hết hả chị? Chỗ này ta phơi lục bình mà. Em có lưỡi câu làm sao đâu. Ủa thấy nó quẹo quẹo vậy em tưởng là nó dính nữa chứ. Bởi vì em ngồi em nhìn quá trời. Để thử coi hả. Em nhìn em nghiên cứu thôi cái lưỡi nó nằm ở đâu. Ồ con chàng hiêu. Ôi, rồi. Chỗ cái chỗ này im quá mà nó không dính nha. Rồi. Mày đặt chữ rối. Đây. Em tới em nhìn một cái thì nó có dính hay không? Chắc không. Chắc không rồi. Dính là em la rồi. Con màu hông mà gì mà quá trời hả chị ha. Lắm luôn á. Để con câu nghỉ. Ôi trời ơi, chị ơi. Em lo mất quần câu em không thấy. Tôi thấy cái gọi điện tôi thấy nó đó, tôi thấy. Thấy rơ lôi rõ ràng mà. Ồ, cắt lát. Cắt tươi luôn mà. Ồ. Nó lôi mạnh em tưởng là cá chê không ha. Ừ. Đó. Cắt bự ra. Đang nghiên cứu nó ăn đường nào cái nó dãy à. Đứa cuộc nãy giờ cũng có được con cắt lát ngon lạnh. Con cá rô đứng đi là ngon ha. Thiệt tình. Thiệt tình. Chị ơi, cái này nó lút đọt rồi chị. Okay. Không biết dính à. Tình giống như mấy cái nãy nha. Ây da. Ôi chị ơi. Ôi nó gịch dữ lắm. Ôi chị ơi. Em sợ nó đi giống con cá rô hồi nãy. Dính cá lóc ngon nha. Trời quá trời, cá lóc nó ngon. Ngon cái nè. Cái rô làm đẹp nãy đi vậy đi, nó đâu đi. Em nghĩ là cá gô nó quấn vô cây cái nó không đi. Đúng rồi. Cá quá ngon. Được con cá lóc đầu tiên luôn. Trời. Sao vậy? Sao cứ ngắt vậy? Ấy vô đó. Ừ. Không có móng tay không lạc được nữa đó. Không có cái bàn tay cái móng của em bị đau. Được không? Tôi gỡ ra. Này, gỡ đi. Chứ tôi không đựng nó, tôi thua nó luôn. Tại cái em nó chảy máu cái này nè. Sâu lắm á. Rồi, được. Ơ, chị. chị gia đại không còn lóc hả chị? Gỡ được muốn thả rồi. Luôn hả? Ơi, chị gỡ được chị mừng quá, chị muốn thả người ta luôn. Không đây, sao. Đây. Chút xíu là thiệt tình thiệt chứ. Chị làm em hú hồn. Em phóng cực lẹ mới được chứ để gì. Căn này không dính nè. Khá là cách nhầm tục. Cười chết thiệt luôn. Dạ được cái hôn người ta đi. Ồ, quầy về nước nè. Quầy này chưa có già ha.
Rồi. Cái quầy dừa nước thường thường nó già, cái nó cong cái đầu người xuống. Ừ. Nó cong xích tút dưới nữa là nó dừa nước già đó. Mình trẻ. Với cái màu nó còn tươi nè. Cái này chưa. Chưa, nhìn là biết rồi. Ừ. Nó hơi vừa ăn là nó hơi đen đen. Ê, chị ơi cái này mọp nữa rồi chị ơi. Mọp nữa rồi. Nè, mất tiêu. Ăn biết chín không này để coi coi. Ồ có. Ồ. Ăn cá lóc nữa, cá lóc nữa. Chích lên lên bờ đi cho nó chín. Chín cứu. Đi đi. Ồ nó ngon hay chị ha. Ừ, uống ha. Cá nó uống mềm luôn á. Đây, còn cá lóc quá trời ngon. Vô. Vô. Vô tôi xách tôi rồi. Này. Đi qua anh đây. Đây. Đây nặng nặng này nha. Nặng rồi đó. Nhớ cá lóc nó một ẩm ẩm. Chị làm em hết hồn hết vía. Để tới chuyến này em đi nữa rồi. Mới buông ngàn câu xuống chụp hút cây lại. Không có hụt luôn. Không hụt luôn cái cô hướng dính lại chị. Cây này cái gì mà nó đẹp quá hả chị ha? Ta để chiên tết ta để trong trái chai nước á. Phải sao nó bự vậy? Nó cứ ra nhỏ luôn á. Rồi cái này không dính nè. Chỗ kẹt lá gì cũng im lắm nè mà nó không dính. Đứng với mấy sòng thôi chị, nó tung một cái được. Dễ chị. Trời trời ơi. Ý cầm cây cái quơ đâu quơ. Cần này là thấy im gu rồi đó nghe chị ha. Cần này không dính này nè. Ở trên đó đi, không dính đâu. Hết mỏi chứ. Ngồi dế này nhanh hết quá. Nhanh lắm. Dế dế. Ồ cần này thấy ngộ ngộ nha. Ngộ ngộ nha. À dính trời kìa, nó liệt kìa, nó liệt kìa. Rồi rồi rồi. Thấy bởi vì em thấy cái lưỡi cầu của nó ừ. Nó xéo vô trong này nha, thấy nó ngộ ngộ. Rồi xuống tới đây nó mới liệt liệt cần cầu. Nó dính không đây. Ôi. Ủa nó dính. Ô chị ơi, chị ơi. Xích lên đây đi. Cá chê chị ơi, cá chê vàng. Chê vàng luôn hả? Chê vàng. Ngon nha. Đó, cho em lên đây ngồi đi. Bây giờ tôi rủ em lên đây đi. Chi vàng. Nè, cá chi vàng. Đó. Hên ha, dính được cá chi vàng. Ngon với sợ. Yeah. Cái này nó bự chà bá cũng dở. Cũng dở lên luôn hả? Dở cho có hả? Phé. Phé. Khoe mình có cá ha. Không dính cái em gu luôn. Không dính em gu à. Mình dính gu dễ lắm. Ờ à, mình còn hai cận hết rồi đó chị. Còn hai cận nữa hả? Sao vậy? Em gu à, không dính, không dính. Không dính là cái cần câu của mình nó bị liệt 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 nhìn im á. Đúng rồi. Còn cần cuối cùng bên đây nha. Cuối cùng á. Ôi ướt cái đầu rồi chị. Ướt mình luôn rồi. Ừ, ướt cái đầu nè. Nè không? Dính không đây? Dính quá. Dính nè. Ồ có. Tôi thấy càng như dân đó nghe. Mấy cái giật giật giật. Đó, đó. Ồ dạ. Dạ. Ý cái chị vàng nữa chị ơi. À. Quá ngon. Ừ. Quá, cho nó nhảy hơi cái đi cho nó nằm con ru à. Chị vàng ngon quá ha con. Ừ, cái chị vàng à. À. Bây giờ ta có cái chi vàng đúng không? Cái chi vàng kho ăn cái thịt nó mềm hơn cái chi trắng, dài lắm. Ừ. Ừ, thần cuối cùng vớt được con cá chi vàng. Ồ, cũng nhiều quá nè chị. Đúng rồi, đúng rồi, cầm thùng nặng nặng rồi mà. Nặng nặng. Hai con lóc, ba con cá chê, một con cá rô, một con hắc lát.
Ê, phải mình không có điên cái gô đó, mình được hai cái gô ha. Đúng rồi. Tổng cộng mình được nhiêu con? 3, 5, 6, 7 con. Rồi, có món ăn rồi ha. Món ăn rồi, phải về. Cá mấy chị em dân đi cắm câu về. Dân làm hai con cá lóc. Một con thì dân kho tiêu, một con thì dân nấu canh. Bây giờ dân đi hái rau màu ngót với mướp. Vô thì cắt bồ ngót. Bồ ngót này nó non à. Nhiều đủ ăn nè, mình đi hái mấy trái mướp nữa. Non gì nè, ăn nó ngọt lắm. Trái này nó xấu rồi. Bao nhiêu được kìa. Ăn gom để cho được kìa. Mấy thịt đó. Cái cây đu đủ này là nó lâu năm dữ rồi nè, cái nó lên cái nó gãy ngang, nó gãy ngang cái mình lấy cái tô cái gì đó mình úp lại đằng trong nước mưa nó vô cái nó mọc lên cây khác. Ghế hồn luôn. Nhìn nó ngon bóng. Cây đủ này nó ngọt lắm. Cái cây đủ này là nó mỏi dịch rồi nè. Nè nó ửng vàng rồi nè. Ai không muốn ăn sống, ai muốn ăn chín thì ăn như vậy là được rồi. Bẻ một trái mấy ký lô luôn á. Dân hái rau rửa sạch rồi, bây giờ dân kho cá trước. Để này nấu sau. Rồi bắt chảo lên mình kho cá luôn. Mình chỉ úp nhóm lửa kia nấu canh nha. Rồi cho miếng dầu ăn vô, thắng nước màu. Cho miếng đường vô. Nước màu gì được rồi mình cho cá vô. Cá nó săn lại rồi mình cho nước mắm vô. Cho miếng hạt nêm vô luôn. Rồi mình chụm lửa cho nó riu riu lại là được. Khi nào khô nước là chín cá.
Rồi cá mình kho như vậy được rồi, mình cho miếng tiêu vô. Hấp dẫn quá rồi đó. Nhắc xuống. Rồi nồi canh của mình sôi rồi mình cho cá vô luôn. Nước ngục luôn. Rồi cá mình nấu vậy sắp chín, mình cho nêm gia vị, đường, muối với hạt nêm. Rồi mình cho rau bồ ngót đi luôn, tại rau bồ ngót này nó lâu chín lắm. Để vô chút nó xèo lại à. Rồi bò ngót mình vậy là sắp chín rồi, mình cho mớp vô. Mớp này chắc nấu canh này là ngon dữ à. Thơm mà chứ Út, thơm rồi kìa. Rồi canh mình nấu vậy là chín rồi, mình cho hành vô. Cho hành nó thơm. Rồi cho miếng tiêu. Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Rồi nhắc xuống. Chị cười gì chị Út? Thơm liền. Ăn canh bồ ngót này mát lắm nè. Rồi xong, dọn ăn. Rồi cơm canh Dân nấu xong rồi, mời má ăn cơm. Nhưng mà cô chú anh chị các bạn ăn cơm cùng gia đình Dân nha. Để xuống chị Út ơi. Wow, nóng. Cơm bật luôn. Cây nhà lá vườn à. Hôm nay đãi chút ăn bữa cơm đạm bạc. Ngon. Cá tiêu luôn. Cá lóc kho tiêu. Cá lóc kho tiêu. À, cá lóc nấu canh với rau bồ ngót với mớp. Cá lóc không à? Có cá chê nữa ha, cá rô, cá lát. Tại mình nấu cá lóc thôi. Rồi ăn cơm đi cả nhà ơi. Nè. Cá lóc kho ngon quá chị. Ngon. Kẹo đây. Quá. Ba ông con cài. Rồi em. Rồi Dân mời cô chú anh chị các bạn ăn cá kho tiêu. Mời các bạn ăn cá lóc kho tiêu. Ừ. Ngon bá cháy bồ chét không? Đúng rồi. Ngon mà thơm á con. Làm giá tắt hả? Dạ. Quá ngon. Ăn nhiều cơm bự lên mập lên. Dòng mớp này nè. Còn nóng nè, ăn liền là coi chừng nữa nha. Phỏng lử. Phỏng lử. Ừ, nó nóng á. Cá canh ngon quá nè má. Nè, ăn đi. Còn nóng mà ăn vô cho nó ngon. Chị ơi, thịt cá ngọt ngay rồi. Với gà mốt với bò ngót mình mới hái á. Cũng ngọt luôn. Cũng thơm nha. Dạ. Tại vì mới hái không? Mới hái về luôn. Mướp ngọt lắm ạ. Cái gì ngọt bằng mướp bà? Cá cũng ngọt luôn chị. Nóng đang chậm, chậm chút. À, mướp nó nóng. Nóng lắm. Cá nào hôm giật lên thắt cừu cũng chết hả con? Cá rô bự đi uổng ha. Đi uổng. Cá lóc là thôi, cá tôi chậm chậm chút xíu nó cũng đi mất tiêu rồi. Nhất tự. Chú cầm dở lên bay cái gạt văng ra ngoài. Nó bay bà con. Hai tay hút luôn. Không thôi nó xuống xăm rồi. Hút mà không dính luôn nữa chứ. Không phải dính. Dính. Tới bà chín mới dính. Lại nữa thiệt. Không thôi cũng chết quất ha.
Đâu được ăn thịt ha. Ừ. Phải chắc nóng rồi anh ta. Nóng thiệt. Không hồng. Nóng. Mà nó ngọt. Lóng lắm. Dạ. Hai con lóc. Ừ. Trời ơi. Bụi. Con cá gô, hai con cá gô đi con. Tính con thôi. Uống rồi ha. Ừ, uống cá đó quá mập. Tính không xong hết bột cái lên. Bà coi em lên tới mé rồi đó. Coi. Sao ngỏ bà cô dạ, đi cắm câu tới đâu là chó sủa tới đó bà cô. Ghét chị. Trời ơi, chó giữ nhà. Video của Dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn lại.